sự thật đằng sau những chiếc áo lông lộng lẫy. Thỏ Angola ngoài gương mặt nhỏ nhắn ra, toàn thân của chúng đều mọc lông dày kín như tơ lụa. Lông trên chóp tai giống như những sợi dây tua vậy. Đôi mắt của chúng to và tròn. Do lông của thỏ mềm mại và tinh tế nên chúng được nuôi rộng rãi. Lông của chúng là một loại nguyên liệu dệt may cao cấp. Trên toàn thế giới có khoảng 90% lông thỏ Angola được sản xuất từ Trung Quốc. Lông thỏ Angola được làm thành những chiếc áo, chiếc nón rất được nhiều người yêu thích. Nhiều thương hiệu nổi tiếng dùng lông thỏ Angola để làm ra những bộ quần áo cao cấp. Chị à, chị coi nè, cái áo này đẹp quá à. Wow, cái áo này chạm tay vào thật là thích. Nó là chất liệu gì vậy? Hai cô thật có mắt nhìn đồ đó. Cái áo này làm từ 100% lông thỏ Angola. Cô hãy sờ thử xem, thật là mềm mại mượt mà. Wow, đây là sản phẩm được làm từ lông thỏ Angola sao? Wow, chạm vào thật là thoải mái đó. Thì ra nó được làm từ lông thỏ Angola. Đúng vậy, lông thỏ Angola là nguyên liệu dệt may cao cấp. Nó rất mềm mại và thoải mái. Độ ấm của nó gấp 8 lần so với lông dê. Trên thế giới, nó là loại sợi tự nhiên giữ ấm nhất đó. Chị ơi, vậy hai chị em mình mỗi người mua một cái đi. Thôi em à, chị đã từng thề rằng tuyệt đối sẽ không mua sản phẩm làm từ lông thỏ Angola nữa. Sao vậy chị? Em biết là chị vốn dĩ rất yêu thương động vật. Nhưng đây không phải là áo làm bằng da, nên nó sẽ không tổn hại đến sinh mạng của những con thỏ đâu. Đúng đó, sản phẩm từ lông thỏ và sản phẩm làm từ da không giống nhau. Chúng tôi chỉ dùng kéo cắt những sợi lông dài của thỏ mà thôi, không hề tổn hại đến chúng đâu. Không đâu, thật ra cách lấy lông thỏ Angola không giống như cách mà mọi người nghĩ là dùng kéo để cắt thôi đâu. Nếu không phải như vậy thì sao hả chị? Cách lấy lông thỏ của người nuôi thỏ tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Năm ngoái, tôi đã cùng chồng tôi đến trang trại nuôi thỏ Angola. Tại nơi đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thỏ Angola. Những con thỏ nhìn giống như những quả cầu bằng lông trắng muốt. Các vị nhìn xem, những con thỏ Angola của chúng tôi ở đây thật là đẹp phải không? Với chất lượng lông thỏ như vậy thì giá cả cũng khá cao. Đây là những con thỏ Angola à? Những chú thỏ này thật là dễ thương. Nếu như chị thích, tôi sẽ tặng chị hai con mang về làm thú cưng. Cảm ơn anh nhiều nha. Ông chủ Trần à, hãy dẫn chúng tôi đi xem lông thỏ ở đây trước đi. Được thôi, hãy theo tôi. Khi chúng tôi đến nhà kho, là nơi để chứa lông thỏ Angola, tôi đã phát hiện ra những túi lông thỏ mềm mại và sáng đẹp, nhưng cũng có một số màu sắc mờ tối. Chất lượng của số lông thỏ này vì sao lại tốt hơn so với số lông thỏ kia vậy? Vừa mềm vừa sáng. Ngoài ra màu sắc số lông kia nhìn hơi sạm thì phải. Có phải do giống khác nhau không? Không phải đâu, lông thỏ của chúng tôi ở đây chất lượng đều giống nhau. Vậy tại sao hai đống lông thỏ này có sự khác biệt lớn như vậy? Đó là do cách thức lấy lông thỏ khác nhau cho nên chất lượng không giống nhau. Tất cả lông thỏ chẳng phải dùng kéo cắt sao? Đương nhiên là không phải rồi. Như vậy làm thế nào lấy lông được chứ? Chẳng lẽ dùng kem tẩy lông à? Nếu như hai vị có hứng thú, sáng mai sẽ dẫn các vị đi xem quá trình lấy lông thỏ nha. Dạ được, cảm ơn anh. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời tôi không bao giờ quên được. Đó là quá trình lấy lông thỏ thật quá tàn nhẫn, vô cùng đau đớn. Mỗi ngày vào buổi sáng sớm, mỗi một con thỏ giống như những viên kẹo bông đường trắng muốt vừa mới thức dậy, liền bị công nhân thô bạo kéo ra khỏi lòng. Sau đó, đôi tay nhanh nhẹn của người công nhân nhổ từng túm lông trên người nó. Chỉ trong chốc lát, đám lông trắng tuyết kia đã lộ ra một đường màu đỏ trên da thịt. Động tác của anh ta nhanh như chớp làm tôi không kịp bịt tay lại. Con thỏ đã vô cùng đau đớn, kêu rống lên rất bi thương. Tiếng kêu còn thê lương hơn cả giết heo nữa. Ông chủ Trần à, tại sao lại nhổ lông trên cơ thể sống như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Như thế thật tàn nhẫn lắm. Thì là lông thỏ nhổ sống dài hơn 2/3 so với lông thỏ được cắt xuống, đồng thời chất lượng lại tốt hơn.
Lông thỏ được nhổ sống, mỗi ký có thể bán được 1.300 tệ. Còn lông được cắt thì chỉ bán được 550 tệ thôi. Giá cả khác nhau xa như vậy, cho nên tôi phải chọn nhổ lông thỏ sống thôi. Thỏ Angola sau khi bị nhổ sạch lông sẽ bị ném trở lại vào trong lồng chật hẹp cùng với những bạn bè lớn nhỏ chung số phận với nó, dồn vào một chỗ. Tội nghiệp quá. Lông của một con thỏ một lần nhổ được khoảng 20 gram. Ít nhất phải 50 con thỏ mới nhổ được 1 ký lông. Lông thỏ nhổ sống có thể bán cao hơn 700 tệ mỗi ký so với lông thỏ được cắt. Người kinh doanh vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nên không quan tâm đến sự đau khổ của những con thỏ mà chọn cách dùng tay để nhổ lông thỏ sống. Số lông thỏ này sau khi xuất khẩu thông qua sự gia công của các nhà máy tại các quốc gia, trong nháy mắt nó liền trở thành những món hàng lông thỏ thời trang vừa cao cấp vừa giữ được ấm khiến nhiều người yêu thích. Ấy vậy mà, sự thống khổ của những con thỏ Angola vẫn chưa kết thúc. Cứ cách 3 tháng, chúng lại phải chịu đựng một lần đau khổ như vậy. Mấy con thỏ này nuôi được 3-4 năm chưa vậy? Dạ, sắp được 5 năm rồi. Lông của mấy con thỏ già như vậy mọc chậm lắm. Để chúng lại cũng vô dụng thôi. Hay là giết chúng để làm món ăn đi. Dạ được. Rất nhiều con thỏ Angola chỉ sống được 1-2 năm rồi đột ngột chết. Nếu chúng có thể sống được 3-4 năm, thì cuối cùng chúng cũng bị đưa lên bàn ăn, trở thành món thịt thỏ thơm ngon. Lúc tôi nhìn thấy sự đau đớn của những con thỏ Angola đang bị nhổ lông trên cơ thể sống, tôi đã thề rằng tôi không bao giờ mua bất kỳ món hàng nào làm từ lông thỏ Angola nữa. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi để giảm đi nỗi thống khổ phần nào của những con thỏ đó. Thật không ngờ lông thỏ lại bị lấy một cách tàn nhẫn như vậy. Chị à, sau này em cũng sẽ không bao giờ mua những sản phẩm làm từ lông thỏ nữa đâu. Ừ. Những bộ quần áo đẹp lộng lẫy, chất liệu mềm mại tự nhiên, tức thời che mờ tâm trí, làm tê liệt xúc cảm của chúng ta, làm chúng ta quên đi tiếng kêu thảm thương của những con vật nhỏ đó. Hiện nay, rất nhiều người cũng đã ý thức được vì sử dụng sản phẩm làm từ lông thỏ đã làm tổn thương nghiêm trọng cho thỏ Angola. Tại nước Anh, đã có hơn 35 thương hiệu thời trang tuyên bố ngừng mua sản phẩm có chất liệu từ lông thỏ Angola. Và một số thương hiệu lớn của quốc tế cũng bắt đầu phát biểu rằng chúng ta sẽ quyết định ngừng sử dụng những sản phẩm làm từ lông thỏ Angola, trừ khi có thể chứng minh rằng số lông thỏ này được lấy một cách nhân đạo. Không có sự mua bán thì cũng sẽ không có tổn thương. Xin hãy để tủ quần áo của bạn tránh xa những chiếc áo lông thỏ. Khi bạn mua quần áo, nếu trên nhãn mác hiển thị có chứa thành phần lông thỏ, thì xin hãy để nó lại trên mắt áo trong cửa hàng. Namo Amida Phật.
Phật.